Tên ông là Đinh. Em bao bánh mì luôn. Thì là bánh mì không à? Mì không á. Bố bỏ 10 ngàn. Đây là bố bỏ luôn. Nhưng mà không phải là dạy đâu. Không phải đơn giản đâu. Phải dạy chứ không phải dạy. Dắt ở đây, em dắt em ở đây mấy ngày. Có buồn không? Không, đúng không? Hết xì hết đó mà. Ngày nào em cũng nghe chị Hiện rồi hỏi thăm em lên chưa, lên chưa. Em chưa lên. Qua trời qua đất luôn. Ủa bữa nay tiên bác hả? Không ngon canh được không? Chú Thành. Bữa nay đi ly đi sắm vàng xong rồi về chở chị Mai đi sắm vàng xong bữa nay về bán rồi chú Thành. Chú Thành chú sợ không giống liền sống nha. À, chú Thành mới chú ra. Chú sợ cô lớn nha tiền ghê. Chú Thành ơi. Ra nước phải hả? À, quà ra tới. Chú Thành ra nước phải hả? Ra. Ủa sao chưa ra ra lâu quá vậy? Ra lẹ đi. Thôi chị bấm bấm chị cười. Bà biết gì mà coi. Cái gì phải từ. Gấp quá. Quá đâu có được đâu. Bánh mì ra. Để bỏ trong cu nhỏ thật sự thiếu chạy trong đấy. Bạn lấy luôn rõ luôn thì được. Đó là dở ra luôn. Bỏ bánh mì ra luôn. 75.000 thôi không chị gái? Thêm nửa ký nữa. Các bạn nghe tiếng cá bánh mì đã chưa? Ghét.
nói tới tôi để vô soạn hàng ra nè. Đó. Một ngũ cốc ha Lily. Lì. À. Cái đó là uống tốt cho sức khỏe gì bệnh hay sao? Bột xay ra luôn á hả? À. Anh tưởng đâu là chị bao tử. Lily là không ăn sáng nha các bạn. Chị uống bột sữa rồi. Thôi khách tới luôn. Khách 2 bánh, 4 bánh. Rồi bánh mì bên này luôn mấy anh trai ơi. Trời ơi. Chị Tâm vắng mặt này, Lily phải tự tháo rim ra rồi tự lên ha, lên thịt heo luôn nè các bạn. Mà nhìn cái nét nhìn rất là thôn nữ, rất là đẹp nha, thiệt mà. Tóc bay 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 bay. Không có thời gian ăn sáng nữa. Mất cúp luôn, là thợ mất cúp nha các bạn, mà không có thời gian là tự mất cúp luôn. Nó chơi nha các bạn. Chọc heo quay.
Có chặt ra không cô ơi? Có luôn, cô gật đầu rồi. Chị Tâm đi du lịch rồi, chừng nào chị tới chị Nga đi du lịch. Du lịch mấy ngày luôn hả? À, đi không đi thôi, đi lần cho nó sướng vô. Đây, khách tới luôn. Bánh mì làm liên khúc luôn các bạn, không có kẹt các bạn. Nửa ký chia 2 chia 3. Con 107 nha. Nhiều. Dạ 107 cả nhà. 5 đồng. Hả? Bữa chị à, cái đó là anh chụp lại trong cái video á. Dạ. Cái đó giống như trong các bạn bắt quanh khắc trong video á. Nghe vậy cho nó gọi là nó đỡ hơn chút xíu. Cũng dữ lắm luôn. Lựa hết rồi, có quanh khắc đó là đẹp nhất đó. Tại vì chị di chuyển nhiều quá mấy cái kia nó bị mờ. Anh cũng tính cắt bỏ khúc đó nữa, anh cứ suy nghĩ hoài có nên bỏ hay không. Tại vì cái chỗ đó là chị đang đưa cái video ra mà cũng có cái kia cũng dễ hiểu lầm nữa. Cũng căng não lắm. Đăng đọc mấy đêm liền mới dám đăng ấy. Bên ngoài một ổ luôn. Ổ à.
trắng. Hay ổ bơ đi không, cái này đi riêng. 1 ký là bỏ không ngờ. Cái này 150 ký. Dạ. Lấy một cái giò. Hay không đó. Làm vui lắm các bạn. 4 2 5 4 5 5 nè, phải 25, phải 30. 80 đi cô. Dạ không cô ơi, cầm cầm. Một cái giò, một cái móng. Rồi, bốn giò là 30. Rồi, cho mổ bánh mì luôn đi. Bánh mì với móng thì 40 nữa. 240, chặt hơn chục quá. Chặt không chị ơi? Chặt ra không kìa. Rồi, 70, 15 là 85. Cắt đôi hả? Để cắt đôi ra chị Nga ơi. Cắt 5 ngàn. Giờ xíu nó cắt đôi 201 nha chị. Cắt đôi thôi 5 ngàn. Hey, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này các bạn nha. Ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye các bạn.